Hello, chào mọi người, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Phương. Thì đến video hôm nay Phương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cách đặt vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Bangkok nha, của Thái Lan. Thì làm sao để đặt được vé máy bay giá rẻ thì Phương sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi. Thì điều đầu tiên chúng ta phải có chiếc điện thoại di động hay là máy tính bảng gì đó, chúng ta đăng nhập vào dịch Chrome nha. Hiện tại mình đang sử dụng là máy tính bảng. Mình sẽ bấm vào cái trình duyệt show và các bạn hãy gõ là cái thanh địa chỉ là vietjetair.com nha, như trên màn hình đó. Các bạn thấy không, vietjetair.com. rồi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta đặt vé máy bay quốc tế cũng như nội địa thôi, chứ không khác gì hết nhé. Bây giờ chúng ta phải chọn là khứ hồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nơi khởi hành. Thì khởi hành như Vương đã nói là hôm nay Vương sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và địa điểm đến của mình sẽ là Bangkok nha. Đó, chúng ta kéo hết lên đây nè. Đó, chúng ta bấm vào cái ô là Thái Lan này, hoặc là không phải là nước Thái Lan, chúng ta bấm vào quốc tế nha. Nếu mà chúng ta đi nước khác, chúng ta sẽ bấm vào Thái Lan thì nó sẽ có Thái Lan thì có những cái của sân bay này, Bangkok này, Chiang Mai này, Phuket này, hay là Udong Thani này. Rồi, mình sẽ bay đi Bangkok, mình chọn vào Bangkok nha. Thì Vương sẽ khởi hành vào tháng 8 đi. Thì như Vương đã nói là chúng ta book được với máy bay giá rẻ thì hãy xa ngày khởi hành ít nhất là nửa tháng hay là vài ba tháng, là càng xa càng tốt nha. Ngày đi mình sẽ chọn là ngày 15 tháng 8 này, và ngày về mình sẽ chọn là khoảng ngày 19 tháng 8 đi. Rồi khi tới nước này chúng ta khoan chọn vào đặt chuyến bay đó nha. Chúng ta sẽ tắt cái chế độ này đi, chúng ta tắt đi, và chúng ta sẽ bấm vào cái ô là tìm vé rẻ nhất đây. Đó, chúng ta tích vào tìm ô rẻ nhất. Còn các bạn là bây giờ chúng ta chọn hành khách này, hành khách bây giờ hiện tại Vương chọn một người nha. Còn các bạn nào có hành khách nào thì chúng ta chọn vào đây. Để em thì bấm vào cái dấu cộng này, em bé cũng vậy, chúng ta bấm vào dấu cộng hay tăng thêm người nha. Rồi bây giờ Vương sẽ bấm tìm chuyến bay, để tìm chuyến bay mình bấm chỗ đây cũng được hoặc là chỗ đây cũng được nha, đều được hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm chuyến bay, hệ thống sẽ tìm cho tất cả chuyến bay cho chúng ta. Và ở trên này, trên cái thanh là thanh tháng nha, nó sẽ hiển thị ra tất cả các chuyến bay giá rẻ đây này. Ví dụ như tháng 8, tháng 9, tháng 10 này đều có giá rẻ này. Không có cần thấy không? Đó, vì như Vương đã chọn tháng 8 rồi thì giờ mình kéo lên. Đã chọn là ngày 15 tháng 8 này. Thì ngày 15 tháng 8 tới 107 thôi, mình chuyển qua ngày 16 đi cho nó rẻ hơn. Đó, mình sẽ chuyển qua ngày 16 tháng 8 nha. Rồi, mình kéo tiếp lên. Và cái chặng về. Chặng về nãy là ngày 19 tháng 8. Ok, mình nãy mình tăng lên một ngày thì bây giờ mình phải tăng tiếp lên một ngày cho nó đủ ngày của mình đi nha. Rồi mình sẽ đi vào ngày 20, về sẽ là ngày 20 tháng 8. Rồi tiếp theo đó chúng ta bấm vào cái AU đây, đi tiếp. Cái đó là chúng ta mới có chọn ngày nha. Bây giờ lúc này chúng ta sẽ chọn giờ bay. Giờ bay á thì cái chiều đi là đây, chiều đi là ngày 16 tháng 8 nè. Thì có những cái chuyến bay có 4 giờ bay, 8 giờ 35, 11 giờ 15, 13 giờ 50 và 17 giờ 15. Thì có chuyến này rẻ nhất thì ta chọn vào chuyến này nha. Cái vé này hiện tại chúng ta đang đặt là vé economy nha. Đây, chúng ta hãy dùm cái của mình đây. Đây đây, chúng ta thấy không? Economy nè, thấy không? Economy. Rồi, chúng ta kéo lên. Và cái hành lý của nó sẽ là bao gồm chỉ có 7 ký hành lý sách tay, và chúng ta hãy bấm vào xem quy định giá vé đi. Thì lúc này chúng ta chỉ xem là economy của mình đây, là có 7 cái sách tay, hành lý ký gửi là phải mua thêm nè. Và nó chỉ áp dụng là cái đây, áp dụng là thu phí thay đổi nè, và thu phí chênh lệch vé nếu có. Thu chênh lệch, phí chênh lệch vé có nghĩa là sao? Phí chênh lệch vé, ví dụ chúng ta đang book là vé là 120.000, mà khi mà chúng ta đổi qua một vé khác mà nó là 220.000 thì chúng ta phải bù vào 100.000 cái tiền phí chênh lệch đó, rồi có tiền thu phí thay đổi nữa. Thu thay đổi thì còn mất mấy trăm ngàn nữa, nên chúng ta hãy cân nhắc kỹ trước khi đặt nha. Chứ còn cái vé mà chúng ta đã đặt rẻ quá thì khi đổi rất tốn kém đó, nhiều khi đổi nó là cũng mắc hơn cái chúng ta mua vé mới đó nha các bạn ha. Rồi nó sẽ áp dụng nè, tuyệt đối là không thay đổi tên nha. Những cái hạng sang đây, Skybot hay là Skybot Business thì nó được phí thay đổi này, chênh lệch này nọ này, phí thay đổi hành khách là không áp dụng cho Deluxe với Economy nha các bạn ha. Chúng ta hãy để ý điều này. Nâng hạng vé thì có áp dụng, thì
đang hàng vé thì thôi chúng ta không năng đâu, chúng ta đang kiếm giá rẻ mà năng chi. Rồi chúng ta có thể thay đổi thì phải là trước 3 giờ khởi hành của dự kiến chuyến bay cần thay đổi nha. Rồi không đến chuyến bay, chúng ta không đến làm thủ tục chuyến bay á, thì cái vé economy và deluxe á, thì sẽ bị hủy và tiền bộ tiền toàn bộ tiền chuyến bay sẽ không được hoàn nha các bạn. Rồi bảo lưu đây, thì đây nó cũng có bảo lưu nè, nếu mà tới phí bảo lưu của chính sách công bố nè, hành khách là được bảo lưu ít nhất 24 giờ nè. Rồi chúng ta nhớ đây, đây là chính sách bảo lưu. Rồi bây giờ Vương sẽ tắt cái chế độ này đi, check cái xem quy định giao vé này. Rồi chúng ta kéo lên, hiện tại á, là cái vé một chiều là từ Hồ Chí Minh đi Bangkok á, là 1.148.000, cũng được đấy, không mắc đâu các bạn, quá rẻ rồi đó, quá hời rồi. Thì chúng ta bấm vào đi tiếp này. Rồi lúc này chúng ta sẽ chọn là cái vé là từ Bangkok về Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ chọn cái nào rẻ. Rồi nó có chuyến này rẻ quá tuyệt vời luôn, chúng ta bước vào đây, chúng ta sẽ chọn vào rồi cái ô economy đây, thì hành cái quy định giá vé nó y chang luôn này, chúng ta hiểu rồi. Thì chúng ta sẽ bấm vào đi tiếp nha. Tổng giá vé chúng ta phải trả là 2.297.000. Rồi giờ Vương sẽ bấm vào đi tiếp đó. Bây giờ lúc này chúng ta sẽ xem lại cái hành trình, là nó chốt lại hành trình này, nếu không có gì thay đổi thì chúng ta bấm đi tiếp, còn chúng ta có thay đổi ngày thì đó thì chúng ta bấm sẽ bấm lò quay lại nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào đi tiếp, rồi đi tiếp đây nha. Đi tiếp thì lúc này chúng ta sẽ nhập thông tin hành khách, thì hành khách ai nam thì để nam, nữ thì để nữ, còn giới tính khác thì chúng ta bấm vào khác nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái đây, thì nó sẽ lưu ý cho rằng chúng ta là nhập á, là viết hoa không dấu nha, giống như cái căn cước công dân hay là hộ chiếu vậy đó. Nhưng mà đi quốc tế là chúng ta phải càng cái hộ chiếu nha, hộ chiếu chúng ta là phải còn hạn sử dụng nha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây, bây giờ mình sẽ nhập tên nha. Rồi tên của mình họ Đại, tên Vương, rồi tên của mình sẽ là Đại Vương. Rồi ngày và sau đó chúng ta hãy tích vào chúng tôi muốn nhận được khuyến mại từ Vietjet và các đối tác này, cái này rất tốt nha, chúng ta nên tích vào đó đi, để khi mà có chương trình khuyến mãi thì hãng sẽ gửi mail cho các bạn, nó báo là chuẩn bị là có cái chặng bay nào nó đang khuyến mãi, thì chúng ta nên tích vào để mà được hưởng khuyến mãi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái thông tin hành khách một cách chính xác coi thử đúng không. Rồi số điện thoại này nó email đầy đủ rồi, đây là số điện thoại của Đại Vương nha, và email của Đại Vương luôn, các bạn nào mà không đặt được vé máy bay thì liên hệ cho Đại Vương, Đại Vương sẽ đặt vé cho anh chị và các bạn nha. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ chọn chỗ ngồi nha, các bạn thích chọn chỗ ngồi thì chúng ta bấm vào, còn không thích chọn thì thôi. Và cái dịch vụ mà nối chuyến này chúng ta không chọn thì chúng ta cứ kéo lên đi, chúng ta bỏ vô cái dịch vụ Covid này á, chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ không cảm ơn nha, chúng ta sẽ bấm vào không cảm ơn dịch vụ Covid này đi. Rồi không cảm ơn, rồi chúng ta sẽ bấm là không cảm ơn nha. Rồi chúng ta sẽ luôn để ý cái số tiền này coi thử nó có đúng không nha. Để còn cái phí bảo hiểm này nữa này, bảo hiểm chúng ta sẽ bấm vào bảo hiểm bỏ đi, không cảm ơn luôn, xác nhận chúng ta. Rồi tính như cái vé máy bay là 2.297.000 này, chúng ta để ý cái giá tiền chứ còn không là nó sẽ cộng lên cho chúng ta, tự động nó cộng đó nha. Chúng ta sẽ bấm như thế, khách sạn thì chúng ta book là book ở đây, không book thì thôi, chúng ta có thể là book Agoda hay là book sau, và sau đó chúng ta sẽ bấm đi tiếp. Rồi lúc này là khuyến mãi hay quà tặng vậy đó, chúng ta tích vô, còn không thì thôi chúng ta sẽ bấm là lúc này á, thì có phương thức thanh toán nha. Chúng ta xem lại cái hành trình của chúng ta đó này, hành thông tin hành khách chúng ta vẫn là xem lại nè, nó thông tin hành khách đó, là người đi là Đại Vương rồi nè, đó chuyến bay của mình như thế này nè,
đó, giá vé tổng tiền chúng ta phải trả là 2.297.000. Thì lúc này chúng ta có thể là thanh toán trả sau, chúng ta giữ chỗ và thanh toán sau, chúng ta tích vào đây. Thì chúng ta đây là bấm là giữ chỗ và thanh toán sau nha, và sau đó là chúng ta sẽ bấm thanh toán, là nó sẽ gửi mail cho anh chị và các bạn. Chúng ta kiểm tra lại thông tin hành trình ok đầy đủ rồi thì chúng ta mới thanh toán. Còn nếu mà chúng ta muốn thanh toán liền á thì chúng ta sẽ bấm chọn vào cái thanh toán ngay đây, chúng ta sẽ bấm là chọn vào thanh toán ngay chỗ đây nha. Đó, thanh toán ngay thì nó có bốn kiểu đây: quét mã QR này, thẻ nội địa này, hay là có thể việc check này, hay là Visa Master gì chỗ đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào thẻ Visa Master, ai có thẻ gì chúng ta bấm vào đây nha. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập thông tin thẻ này, số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và cái mã mà xe VV, và điều quan trọng là chúng ta phải điền cái thông tin chủ thẻ nha. Cái thẻ đây sau thì chúng ta đây này, ví dụ như là chúng ta có thể là lấy cái thẻ mà của bố mẹ chúng ta đặt cho chúng ta đi vẫn được, hay là cha mẹ lấy thẻ con cái chúng ta vẫn đặt được, nhưng mà chúng ta phải điền thông tin thẻ rõ ràng đây nha. Đó, số điện thoại của chủ thẻ rồi đó. Khi chúng ta đã đầy đủ thông tin xong rồi thì chỗ đây cái thanh toán á, nó sẽ lên màu xanh và chúng ta bấm vào đó thanh toán, và tiền nó sẽ từ trong tài khoản anh chị và các bạn, và đặt vé thành công thì mail sẽ gửi anh chị và các bạn. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách mà đặt vé bay của hãng hàng không Vietjet bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến mà Bangkok của Thái Lan, và video đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Còn các bạn nào mà không đặt được thì hãy liên hệ cho Đại Vương qua số điện thoại 0707 171739 hoặc vé máy bay Đại Vương a@gmail.com. Vương sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Và xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.